mình là mình làm ghi giọng lại, ghi lâu lâu ghi giọng lại, cứ ghi lại cái giọng cứ quên truyền thống đó hả? Không đây là nước, đúng không? Hát giọng cổ. Muốn hỏi là bạn nhớ nha. Mẹ ơi chiều nay nhớ lại lưỡng trời cao mây đào vàng dương lên rầy. Quế hay. Nếu quê hương mù xa dịu chuyện mẹ ơi xuống năm nay chắc còn sẽ không. Chỗ ta đó đang đi đàn tâm nhạc đó. Vì thấy mai đào nở vàng bên năm chung con đàn đàn sung sẽ thấy em đây đầy trượt con xa xa đúng một tao đẹp luôn nè tôi xem á. Bây giờ anh em qua đây cũng vui vẻ. Không, bây giờ đến mình cùng chim hát một chập phẩm. Ngày đáng đông vật. Rồi, ok, giơ tay đi. Chưa, chưa phải mày trắng à. Cuối trời mây trắng bay. Đó, anh vui vào cái sợi đi. Coi như ý là đứng lên có hơi hát à. Đứng lên lấy hơi giữa ngồi dễ hát ngồi ngồi hát ngồi hát ngồi hát ngồi hát ngồi hát ngồi hát buồn trong sao chẳng mà em vẫn buồn ai gọi là cao mà còn là cửa sáng bên hôm nay cửa trôi 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 I'm
nói gì chưa. Ngày xưa về nhà cha thờ người con nàng tập trung Hoặc là cái lượng nó siêu nào vậy? Không.